chào tất cả các con. Tiết tập đọc hôm nay, cô và các con cùng đến với một bài thơ rất hay được viết vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Viết về tiểu đội xe không kính. Và tại sao những chiếc xe này lại không có kính như những chiếc xe khác? Thì cô và các con sẽ cùng tìm hiểu bài học sau đây và để biết thêm về những khó khăn, vất vả của những chiến sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và tinh thần lạc quan, yêu đời của họ như thế nào. Cô và các con sẽ cùng đến với bài tập đọc bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Dục. Đây là xe vận tải ở đường Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thì các con thấy chiếc xe này không có kính. Và trước khi vào bài học, thì cô và các con cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả Phạm Tiến Dục. Đây là tác giả Phạm Tiến Dục lúc trẻ. Tác giả Phạm Tiến Dục sinh năm 1941 và mất năm 2007. Quê ông ở Phú Thọ. Ông là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nhà thơ trẻ thời chống Mỹ. Thơ ông thường viết về thế hệ trẻ trong kháng chiến chống Mỹ với giọng điệu trẻ trung, sôi nổi, tinh nghịch, sâu sắc. Và đây là những tác phẩm của ông, như là tác phẩm Ở Hai Đầu Núi, Vầng Trăng Quần Lửa, Chú Thỏ Bay Vào Hội, Một Chặng Đường. Và tuyển tập thơ của Phạm Tiến Dục. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho các con. Sau đó các con sẽ tìm cho cô những từ khó. Và chúng ta sẽ cho cô biết nội dung của từng khổ thơ. Và sau khi cô đọc, các con hãy cùng nhau đọc thầm theo cô nha. Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Không có kính, không phải vì xe không có kính. Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Ung dung buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng. Thấy con đường chạy thẳng vào tim. Thấy sao trời và đột ngột chấn chim. Như xa như ùa vào đường lái. Không có kính, từ thì ướt áo. Mưa tuôn mưa tối như ngoài trời. Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa. Mưa ngừng gió lùa, mau khô khôn. Những chiếc xe từ trong bom rơi đã về đây họp thành tiểu đội. Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới. Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi. Phạm Tiến Dục. Những ý chính của từng khổ thơ như sau. Ở khổ thơ 1, nói về tư thế ung dung bình thản của người chiến sĩ lái xe. Ở khổ thơ thứ 2, nói về tinh thần lạc quan, vui vẻ của người chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn. Ở khổ thơ thứ 3, là tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn và coi thường gian khổ hiểm nguy của những chiến sĩ. Ở khổ thơ thứ 4, nói về tình đồng chí, đồng đội thấm thiết. Và sau đây cô và các con cùng nhau luyện đọc. Các con sẽ đọc theo cô. Đột ngột. Đột ngột. Ướt áo.
trời, ngoài trời, tiểu đội, suốt, suốt. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa. Đột ngột, ướt áo, mưa tuôn, ngoài trời, tiểu đội, suốt. Bây giờ cô và các con cùng giải nghĩa từ ung dung là có dáng điệu cử chỉ tỏ ra bình tĩnh, thư thái, không có gì lo lắng hoặc vội vã. Đây là tư thế rất là ung dung của các chiến sĩ. Đột ngột có nghĩa là xuất hiện một cách bất ngờ. Ví dụ, những chú chim đột ngột bay đến làm bọn trẻ rất thích thú. Mưa tuôn có nghĩa là mưa lớn chảy ào ạt. Như trong hình các con quan sát, mưa lớn và chảy ào ạt. Tiểu đội là đơn vị nhỏ nhất trong quân đội, thường gồm từ 6 đến 12 người, như trong hình vẽ, như trong hình chụp ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục luyện đọc về các đoạn thơ. Không có kính, không phải vì xe không có kính. Con giật, con run, kính vỡ đi rồi. Ung dung, buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa như ùa vào buồng lái. Giọng đọc bình thản ung dung, và ở đây các con sẽ ngắt hơi ở những dấu gạch xuyên của cô. Chúng ta sẽ đọc bình thản ung dung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa. Không có kính, không phải vì xe không có kính. Con vật, con rung, kính vỡ đi rồi. Ung dung, buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa như ùa vào buồng lái. Tiếp theo, không có kính, thì ướt áo, mưa tuôn, mưa tối như ngoài trời. Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa, mưa ngừng, gió lùa, mau khô ngôi. Những chiếc xe từ trong bông rơi, đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi. Ở đây chúng ta sẽ đọc giọng vui, nhẹ nhàng, tình cảm, và các con cũng sẽ ngắt hơi ở những dấu gạch xuyên của cô. Bây giờ cô sẽ đọc lại. Không có kính, thì ướt áo, mưa tuôn, mưa tối như ngoài trời. Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa, mưa ngừng, gió lùa, mau khô khôn. Những chiếc xe từ trong bom rơi, đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi.